ngày 18 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu cho biết đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng Dương Đệ Hoàng, 30 tuổi, trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, vào khoảng 23 giờ ngày 11 tháng 6, Dương Đệ Hoàng cùng em ruột là Dương Đệ Hậu, 26 tuổi, rủ nhau đến công trình khu du lịch đang xây dựng tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu để trộm cắp tài sản. Đến nơi, Hậu đứng ngoài cảnh giới, còn Hoàng chui qua lỗ hổng phía dưới cửa chính để đột nhập vào trong phòng đặt máy bơm nước. Khi vừa vào trong, Hoàng bị ông Nguyễn Đình Thăng, 45 tuổi, là công nhân làm việc tại công trình đang ngủ trong phòng để trông coi tài sản phát hiện. Vì muốn tẩu thoát, Hoàng lấy hai ống sắt hình trụ trong phòng ném về phía ông Thăng. Tiếp đó, Hoàng lấy cây sắt ống hình hộp vuông đánh vào đầu ông Thăng làm nạn nhân ngã xuống, bất tỉnh. Thấy vậy, Hoàng chạy ra ngoài và lên xe để Hậu chở đi. Ông Thăng bị thương tích nặng ở vùng đầu, dẫn đến tử vong sau đó. Chưa đầy 24 giờ sau, khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Xuyên Mộc và các lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng gây án. Qua quá trình đấu tranh bước đầu, Dương Đệ Hoàng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, Hoàng là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Hậu đã có 1 tiền án cũng về tội danh trên.